Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tây Đô Ngày Mới của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay thứ năm, ngày 9 tháng 6 năm 2022 sẽ có những nội dung đáng chú ý như sau. Chỉ số phát triển công nghiệp 5 tháng đầu năm của thành phố Cần Thơ tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm rồi, tín hiệu tích cực về sự phục hồi kinh tế. Mua lúa trong dân, một mô hình hay đang được Đảng ủy xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ thực hiện. Tỉnh Đắk Lắk ghi nhận một trường hợp nhiễm vi khuẩn ăn thịt người Whitmore. Công tác điều tra dịch tễ theo dõi tình hình dịch bệnh trên địa bàn đang khẩn trương. Thưa quý vị, sau 10 năm triển khai thực hiện, việc ứng dụng khoa học công nghệ đã tạo ra những đổi thay, chuyển biến tích cực trong hoạt động phát triển kinh tế xã hội, từng bước góp phần xây dựng chính quyền số ở địa phương. Đó là những kết quả nổi bật được nêu ra tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 20 năm 2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về phát triển khoa học và công nghệ vừa được Thành ủy Cần Thơ tổ chức vào hôm qua. Dự hội nghị có ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố; ông Trần Diệt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ; ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, cùng lãnh đạo các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các quận huyện trên địa bàn thành phố. Trong 10 năm qua, thành phố đã triển khai mới 103 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố. Tốc độ đổi mới công nghệ trung bình hàng năm đạt 13%, năng lực tiếp thu làm chủ công nghệ được nâng lên. Nhiều doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư tài chính để đưa các phương tiện, máy móc, thiết bị, phần mềm công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh, tạo ra năng suất lao động và giá trị mới cho sản phẩm. Tính đến năm 2020, giá trị sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao của thành phố đạt 30% so với tổng giá trị sản phẩm. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, việc phát triển khoa học và công nghệ của thành phố phải đối mặt với nhiều khó khăn và cần khắc phục trong giai đoạn mới, như cần có thêm những chính sách khuyến khích mạnh các tổ chức cá nhân tích cực tham gia vào công tác nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, tăng cường phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo để phát triển mạnh lực lượng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có tiềm năng tăng trưởng nhanh, đẩy mạnh phát triển các tổ chức dịch vụ kỹ thuật khoa học và công nghệ, môi giới chuyển giao, tư vấn, đánh giá và định giá công nghệ. Dịp này, hội nghị cũng đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho 15 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 thời gian qua. Hôm qua, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Dương Tấn Hiển cùng đại diện một số sở ban ngành đã có buổi làm việc cùng huyện Phong Điền về công tác giải ngân xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện. Năm 2022, tổng nguồn vốn huyện Phong Điền được giao là 180 tỷ 500 triệu đồng với 62 công trình. Đến ngày 31 tháng 5 năm 2022, huyện giải ngân được 26 tỷ 70 triệu đồng, đạt 14,4% kế hoạch cả năm và được hơn 75% kế hoạch so với tháng 5. Dự kiến đến tháng 6 này, huyện sẽ giải ngân trên 74 tỷ 300 triệu đồng, đạt 41% so với kế hoạch năm. Huyện cho biết khó khăn hiện nay đối với một số công trình do chi phí giải phóng mặt bằng tăng, nên việc lập thủ tục điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án mất nhiều thời gian, dẫn đến chậm triển khai, còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị huyện Phong Điền tăng cường công tác chỉ đạo đôn đốc nhằm đảm bảo tiến độ các công trình, ra soát các dự án không giải ngân được để có điều chỉnh cho phù hợp. Đối với chủ đầu tư, tăng cường kiểm tra đôn đốc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan để làm sao nâng cao hiệu quả thực hiện. Sau buổi làm việc, ông Dương Tấn Hiển cùng các thành viên trong đoàn đã đến kiểm tra khảo sát thực tế tại khu tái định cư huyện Phong Điền. Thưa quý vị, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cùng các ngành liên quan đã đến thăm một số doanh nghiệp trên địa bàn nhằm nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh sau dịch. Và theo ghi nhận thì các doanh nghiệp đã bắt đầu phục hồi và đạt nhiều kết quả khả quan. Đến thời điểm này, công ty cổ phần May Tây Đô đã đạt 93% kế hoạch của 6 tháng đầu năm và đang tổ chức sản xuất các đơn hàng xuất khẩu đến tháng 10. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay chủ yếu là thiếu hụt lao động để kịp tiến độ các đơn hàng theo kế hoạch. Còn theo lãnh đạo công ty thuốc lá Vinatama Philip Morris, 5 tháng qua, sản lượng tiêu thụ khoảng 48 triệu bao, đạt 40% kế hoạch năm. Hiện công ty đang hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến mở rộng xưởng sản xuất. Lãnh đạo Sở Công Thương đánh giá cao những nỗ lực của doanh nghiệp trong công tác phòng chống dịch gắn với đảm bảo an toàn sản xuất kinh doanh. Liên quan đến một số kiến nghị của doanh nghiệp, lãnh đạo Sở ghi nhận và sẽ tham mưu phối hợp hỗ trợ để các đơn vị tiếp tục đạt và vượt kế hoạch năm 2022 đã đề ra. 5 tháng đầu năm nay, chỉ số phát triển công nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm rồi. Đây là một trong những tín hiệu rất tích cực đối với sự phục hồi kinh tế sau thời gian bị ảnh hưởng do dịch bệnh.
Theo đánh giá của ngành chức năng thành phố, hiện hầu hết các hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn đã có bước phục hồi khá tốt, đặc biệt là ngành công nghiệp chế tạo và xuất khẩu. Cụ thể, trong tháng 5 vừa rồi, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 6,8% so với tháng trước. Lũy kế 5 tháng đầu năm nay, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước tăng hơn 12%. Thương mại dịch vụ phát triển sôi động. Trong 5 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 46.550 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 5 ước đạt 206 triệu đô la Mỹ. Lũy kế 5 tháng đạt 905 triệu đô la Mỹ, tăng 14,5% so với cùng kỳ. Quan tâm phát triển kinh tế nông nghiệp, trong đó có việc sản xuất tiêu thụ lúa là một trong những vấn đề được Đảng ủy xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ chú trọng và đưa vào nghị quyết của Đảng bộ xã. Ngoài chỉ đạo vận động nhân dân xây dựng cánh đồng lớn, sản xuất lúa chất lượng cao, Đảng ủy xã còn triển khai thí điểm mô hình mua lúa trong dân. Cách làm và ưu điểm của mô hình này như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Mô hình mua lúa trong dân được Đảng ủy xã Trường Xuân triển khai thực hiện thí điểm tại ấp Trường Khương vào năm 2019. Mô hình được hoạt động theo hình thức bí thư chi bộ, trưởng ấp sẽ đứng ra đại diện làm cầu nối với doanh nghiệp trên cơ sở người dân tự thỏa thuận giá. Điều này đã giúp cho những người trồng lúa như anh Đặng Văn Thiện giảm bớt nỗi lo về đầu ra cũng như giá cả, đảm bảo được lợi nhuận trong khi chi phí sản xuất đang ngày càng tăng cao. Cái lợi thì mình tin tưởng, an tâm hơn, nó không cạnh tranh gì hết. Thứ hai nữa thì nó có thể là cái thư tư nhân người ta nó không có ép giá bà con. Ở đây thì tôi cũng làm hợp đồng với công ty, thì khi mình giao lúa ra công ty thì mình sẽ nhận tiền thôi. Còn cái đối mà cái hợp đồng giá cả thì công ty cũng xuống có cùng với là ở địa phương họp dân để áp giá này cho giá cả giữa người dân và cái người công ty là thống nhất với nhau rồi đưa đến cái chuyện mua bán. Ban đầu khi mới triển khai, mô hình này chỉ có khoảng 30% người trồng lúa trong ấp Trường Khương tham gia. Tuy nhiên nhờ thấy hiệu quả nên đến nay đã có trên 80% trong tổng số khoảng 312 hectare diện tích trồng lúa được bà con nông dân ký kết tham gia mô hình. Đặc biệt kể từ vụ lúa đông xuân vừa qua, ngoài ấp Trường Khương đã có thêm 3 ấp khác trong xã Trường Xuân triển khai thực hiện. Vận động thì bà con rất tin tưởng hơn, bởi vì mình tham gia là mình đi đầu trước, có nghĩa là mình để mình thực hiện cho nó tốt và bà con mình mới tham gia theo. Xã Trường Xuân có 2.819 hectare diện tích đất tự nhiên, trong đó có đến 2.214 hectare là đất trồng lúa. Xuất phát từ thực tế của địa phương nên trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã xác định cơ cấu kinh tế theo hướng nông nghiệp, thương mại dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Do đó, việc triển khai mô hình mua lúa trong dân là một trong những việc làm cụ thể nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nội dung mà nghị quyết đã đề ra. Thực hiện cái mô hình này, vai trò của bí thư trưởng ấp á, làm sao là tuyên truyền, vận động trong người dân để tham gia cái mô hình là mua lúa của công ty không qua cò, để làm sao là cho người dân có cái lợi nhuận cao hơn so với là người dân bán cho cò bên ngoài, thì từ đó người dân cũng thấy được cái thu nhập nó có cao hơn với giá hàng năm. Hiện giờ cũng đang nhân rộng với ấp còn lại. Tháng 6 này, số ngày nắng nóng ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm, dự kiến sản lượng tiêu thụ điện sẽ giảm. Dự báo xuất khẩu gạo Việt Nam sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những tháng cuối năm, đặc biệt là thị trường Philippines và Trung Quốc. Đắk Lắk ghi nhận một trường hợp nhiễm vi khuẩn ăn thịt người. Công tác điều tra dịch tễ theo dõi tình hình dịch bệnh đang khẩn trương. Liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, tại hội nghị trực tuyến với 63 điểm cầu trên cả nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức vào hôm qua, nhiều thông tin quan trọng đã được công bố. Tham dự tại điểm cầu thành phố Cần Thơ có ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay được diễn ra từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 7. Về cơ bản, kỳ thi vẫn giữ vững ổn định như năm ngoái, chỉ thay đổi một số kỹ thuật để kỳ thi đảm bảo chặt chẽ hơn. Cả nước có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai các điều kiện phục vụ cho công tác thi như đề thi, phần mềm tổ chức thi, tập huấn thi, tổ chức cho thí sinh đăng ký dự thi, xây dựng các phương án ứng phó tác động của dịch bệnh COVID-19. Tại hội nghị, các đại biểu thông tin về tình hình công tác chuẩn bị kỳ thi tại địa phương, đồng thời đóng góp đề xuất các biện pháp trong việc xây dựng các phương án để tổ chức kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Thành phố Cần Thơ năm nay có hơn 12.000 thí sinh đăng ký dự thi.
thành phố tổ chức 25 điểm thi chính thức với 529 phòng thi. Thành phố đã thành lập ban chỉ đạo thi, các sở ban ngành chủ động chuẩn bị các điều kiện về nguồn lực phục vụ kỳ thi. Hôm qua, gần 14.000 học sinh lớp 9 của thành phố Cần Thơ đã hoàn thành bài thi môn ngữ văn, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm 2022. Do đây là môn thi cuối, đối với thí sinh không thi vào trường chuyên, nên ở một số hội đồng coi thi, tâm trạng của nhiều thí sinh nhẹ nhàng thoải mái. Theo một số giáo viên và thí sinh, đây cơ bản nằm trong nội dung chương trình đã học, đảm bảo các mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng. Ngoài kiểm tra kiến thức đã học, đề thi đòi hỏi thí sinh vận dụng kỹ năng làm bài kết hợp với kiến thức thực tế. Vấn đề thực tế được đề cập trong đề thi là ước mơ, sự kiên trì, quyết tâm để đạt được ước mơ. Vấn đề này khá gần gũi với học sinh và có tính giáo dục cao. Theo báo cáo của Hội đồng tổ chức tuyển sinh năm học tới của thành phố Cần Thơ, buổi thi thứ 3 của kỳ thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Tình hình an ninh trật tự, an toàn tại các hội đồng coi thi được đảm bảo. Sáng nay 9 tháng 6, buổi sáng thí sinh thi môn chuyên của trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng. Hôm qua, Tổ điều hành Diễn đàn Thông tin Kết nối Sản xuất và Tiêu thụ Nông sản, Diễn đàn Kết nối Nông sản 970, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đã tổ chức diễn đàn trực tuyến với chủ đề tăng cường các giải pháp phát triển bền vững sản xuất tiêu thụ sản phẩm trái cây chủ lực phía Nam. Trong năm qua, 20 phiên diễn đàn 970 đã được tổ chức nhằm kết nối sản xuất tiêu thụ với từng nhóm đối tượng nông sản. Để diễn đàn tiếp tục mang lại hiệu quả, trong những phiên kế tiếp, các đơn vị sẽ cùng thảo luận tham mưu lãnh đạo bộ, chỉ đạo trực tiếp vào những sản phẩm cụ thể, chủ lực của các địa phương theo hướng gắn sản xuất, chế biến với tín hiệu thị trường. Nhiều xu hướng tiêu dùng mới mà các doanh nghiệp cần phải hết sức lưu tâm, thay đổi cho phù hợp như thực phẩm dựa trên nguồn gốc thực vật, xu hướng trở về với cội nguồn, đề cao trách nhiệm chung của ngành hàng trái cây, thay đổi mức tiêu dùng sau đại dịch, tiếng nói của người tiêu dùng. Do đó, cần tăng cường thông tin, trao đổi giữa các doanh nghiệp trong hiệp hội và đối tác nước ngoài để kịp thời nắm bắt những khó khăn, cùng nhau bàn giải pháp tháo gỡ kịp thời. Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, trong tháng 5 năm nay, nền nhiệt độ trên cả ba miền đều thấp hơn so với mọi năm, nên điện sản xuất và nhập khẩu trung bình ngày chỉ đạt 749,8 triệu kWh, giảm 2,9% so với cùng kỳ, do nhu cầu tiêu thụ giảm. Theo nhận định xu thế thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 6 này, nắng nóng gia tăng dần tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, nhưng số ngày nắng nóng ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Do đó, dự kiến sản lượng tiêu thụ điện bình quân toàn hệ thống chỉ ở mức 787,8 triệu kWh một ngày, thấp hơn 1,1% so với cùng kỳ, và công suất phụ tải lớn nhất ước khoảng 45.684 MW. Trước xu thế tiêu thụ điện cũng như biến động giá cả nguyên liệu đầu vào của nhiệt điện than, EVN cho biết sẽ huy động tối đa các nhà máy thủy điện có nước về tốt, còn nhiệt điện than, tuabin khí chỉ huy động theo nhu cầu hệ thống và bài toán tối ưu thủy nhiệt điện. Thưa quý khán giả, tại một địa điểm trên đường Nguyễn Biểu, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, cứ chiều chủ nhật hàng tuần, rất nhiều người đứng xếp hàng để mua cây xanh. Được biết đây là chợ cây 1.000 đồng do những người đam mê sống xanh tạo nên. Đây là hoạt động không chỉ thỏa sức lựa chọn nhiều giống cây. Khi đến nơi đây mua cây, mọi người còn tiết kiệm được nguồn phí khá lớn. Khi đến nơi, mọi người sẽ được phát một phiếu nhỏ để đi chợ, lựa chọn cây giống với nhiều cây trồng như thạch thảo, tường vi, trầm hương, mau gà, bạc hà, sao tím, quế vị, cẩm cù, thi la, hương thảo. Mọi người xếp hàng ngay ngắn chờ đến lượt thanh toán. Về phần cây trồng được bố trí sắp xếp theo một trình tự nhất định, phân chia kiểng, qua thuốc, rau theo từng nhóm riêng biệt để mọi người dễ dàng quan sát và lựa chọn. Những người đưa ra ý tưởng này còn tính đến định hướng lâu dài là tạo ra nguồn kinh phí để duy trì hoạt động của chợ cây 1.000 đồng. Kinh nghiệm từ chương trình tặng cây không đồng hoạt động được 3 năm nay, nếu thu phí sẽ mất đi tính chất không đồng. Và khi mở ra thêm một chương trình đi chợ mua cây giá rẻ chỉ 1.000 đồng mỗi cây, với mục đích có thêm chút kinh phí nhỏ để nhập cây giống cũng như mua các vật liệu khác như chậu, đất trồng. Ngoài nguồn cây từ các nhà hảo tâm cung cấp thì nguồn chính vẫn do anh em trong nhóm tự ươm giống. Hiện nay, trong nhóm 6 đến 10 người phụ trách ươm cây mỗi tháng, họ luôn cố gắng để có những cây chất lượng nhất đến tay người mua. Thật sự, nếu không có mọi người hỗ trợ thì cũng không làm được các chương trình tặng bán cây như thế. Mọi người khi tham gia hoạt động sống xanh đều hy vọng qua các chương trình như tặng cây không đồng, chợ cây với giá 1.000 đồng một cây để góp phần lan tỏa niềm yêu thích trồng trọt cũng như chia sẻ nguồn năng lượng tích cực, giảm được những căng thẳng trong cuộc sống, tạo năng lượng mới làm việc để cộng đồng càng trân trọng cuộc sống nhiều hơn.
Thông tin vui liên quan đến ngành hàng lúa gạo. Những ngày đầu tháng 6, giá gạo xuất khẩu tiếp tục tăng từ 10 đến 15 đô la Mỹ một tấn so với tháng 5. Hiện thị trường xuất khẩu gạo khá ổn định, nhu cầu mua vẫn ở mức cao. Theo số liệu của Bộ Công Thương, xuất khẩu gạo trong tháng 5 tăng gần gấp đôi so với mức bình quân của 4 tháng đầu năm. Giá gạo khởi sắc, một phần nhờ nhu cầu nhập khẩu gạo Việt Nam của các thị trường khác đều tăng trở lại, đặc biệt ở hai thị trường lớn là châu Á và châu Phi. Dự báo xuất khẩu gạo Việt Nam sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những tháng cuối năm, đặc biệt là thị trường Philippines và Trung Quốc, bởi sản lượng gạo Trung Quốc bị giảm sút do ảnh hưởng của lũ lụt và nguồn gạo dự trữ của Philippines đang giảm mạnh, cần nhập vào. 5 tháng đầu năm nay, xuất khẩu gạo sang thị trường Philippines đạt hơn 1,2 triệu tấn, tăng hơn 300.000 tấn so với cùng kỳ năm rồi. Đây được cho là những tín hiệu tốt giúp thị trường tiếp tục khởi sắc. Trong những năm gần đây, xoài là một mặt hàng trái cây xuất khẩu chủ lực của Việt Nam nhờ có vùng nguyên liệu lớn. Tổng diện tích trồng xoài cả nước là trên 114.000 ha, trong đó đồng bằng sông Cửu Long chiếm gần một nửa. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đặt mục tiêu đến năm 2030, cả nước có khoảng 140.000 ha xoài, sản lượng 1,5 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu nâng lên 650 triệu đô la Mỹ. Năm rồi, kim ngạch xuất khẩu xoài của Việt Nam hơn 180 triệu đô la Mỹ, chỉ chiếm hơn 1% tổng xuất khẩu xoài thế giới. Thị trường xuất khẩu xoài Việt Nam chủ yếu là Trung Quốc, chiếm gần 84%, kế đến là Nga, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, EU, Australia, Nhật Bản. Yêu cầu tiên quyết khi xuất khẩu xoài là truy xuất nguồn gốc. Riêng tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, hiện đã có gần 300 số mã vùng trồng được cấp để xuất khẩu. Đáng chú ý, diện tích trồng xoài theo tiêu chuẩn Việt Gáp và Lô Ban Gáp của vùng gần 2.000 hectare, chiếm gần 4% trên tổng diện tích. Việc tăng cường mở rộng hơn nữa diện tích trồng xoài đạt chuẩn để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu là yêu cầu đặt ra với các địa phương. Thưa quý vị, theo Bộ Y tế, đến nay hơn 9,5 triệu người mắc COVID-19 ở nước ta đã khỏi bệnh. Hiện chỉ còn 51 ca nặng. Riêng nhóm dưới 12 tuổi ghi nhận số ca mắc giảm mạnh. Trong 30 ngày qua, nhóm dưới 12 tuổi ghi nhận số ca mắc giảm mạnh 15 lần so với tháng trước đó. Số tử vong trên số ca mắc là 0,05%. Có 15 ngày trong tháng qua không ghi nhận ca tử vong trên toàn quốc. Theo đánh giá của Bộ Y tế, số ca mắc mới, số ca nặng và số tử vong có xu hướng giảm mạnh tại hầu hết các tỉnh, thành phố. Hiện ghi nhận hơn khoảng 700 đến 900 ca mắc mới mỗi ngày, thấp nhất 11 tháng qua. Các tỉnh phía Nam chỉ còn ghi nhận rải rác dưới 10 ca trong ngày tại mỗi tỉnh. Riêng thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận dưới 20 ca trong ngày. Tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận một trường hợp mắc bệnh quýt mò nguy hiểm, đó là bệnh nhi sinh năm 2013, ngụ huyện Ea Súp. Quýt mò thường được gọi là bệnh vi khuẩn ăn thịt người do vi khuẩn Bucoderia pseudomallei gây ra. Ngày 7 tháng 6, bệnh nhi sốt cao liên tục, áp xe tuyến mang tai hai bên đã rạch, rỉ mũ máu, đi vệ sinh lỏng 5 lần mỗi ngày. Kết quả xét nghiệm, bệnh nhi này dương tính với vi khuẩn Bucoderia pseudomallei. Chẩn đoán hậu phẫu áp xe tuyến mang tai hai bên, nhiễm trùng huyết do vi khuẩn Bucoderia pseudomallei, TD viêm màng não. Sau khi ghi nhận trường hợp mắc bệnh Whitmore, ngành chức năng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành điều tra dịch tễ và đang tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Đây là căn bệnh truyền nhiễm rất khó phát hiện do dễ nhầm lẫn với các bệnh khác và không được điều trị kịp thời. Ngay cả khi được chẩn đoán đúng bệnh, việc điều trị cũng vô cùng khó khăn và có nguy cơ tử vong cao. Thưa quý vị và các bạn, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang vừa cấp cứu thành công ca cương dương hơn 48 giờ cho bệnh nhân nam 46 tuổi mắc bệnh tâm thần phân liệt. Và đây là một ca khó và hiếm gặp trong lĩnh vực nam khoa, được các bác sĩ tại đây kịp thời giải cứu giúp bệnh nhân khỏi nguy cơ bị hoại tử dương vật hoặc liệt dương vĩnh viễn. Bệnh nhân 46 tuổi nhập viện trong tình trạng dương vật cương cứng liên tục và đau dương vật hơn 48 giờ. Theo chẩn đoán, cương đau dương vật kéo dài, thể thiếu máu do sử dụng olanzapine trong điều trị bệnh lý tâm thần phân liệt thời gian dài. Ekip phẫu thuật đã tiến hành điều trị bằng phương pháp gây tê gốc dương vật, hút và bơm rửa thể hang dương vật. Ngay sau can thiệp, tình trạng bệnh nhân dần ổn định, dương vật mềm trở lại. Tuy nhiên, việc chậm trễ đến viện dẫn tới hậu quả rối loạn cương dương về sau. Các bác sĩ tiếp tục theo dõi để kiểm soát tình trạng rối loạn cương và có phương pháp điều trị phù hợp. Chương trình Tây Đô ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, theo ghi nhận của phóng viên chúng tôi, một số đoạn giải phân cách mềm tại nút giao giữa đường Nguyễn Văn Cừ nối dài với đường Nguyễn Văn Linh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ bị hư hỏng nặng. Tại đây, nhiều trụ giải phân cách nằm kề nhau bị ngã đổ như thế này trên mặt lộ. Cách đó chừng chục mét,
thêm một đoạn giải phân cách khác cũng bị hư hỏng nghiêm trọng. Trước đó, nhiều đoạn giải phân cách mềm tại các nút giao trên đường 30 tháng 4 cũng bị gãy đổ và hư hỏng do các phương tiện va chạm giao. Sau khi tình trạng trên được phản ánh, ngành chức năng và các đơn vị liên quan đã khẩn trương khắc phục cũng như thay mới nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Đoạn đường dẫn vào cầu Trần Văn Sớm thuộc dự án xây dựng tuyến đường Giá Rai - Gành Hào, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu chỉ dài khoảng 2 km nhưng tài xế xe tải thường mất 30 phút mới có thể vượt qua. Trên toàn tuyến đường dẫn xuất hiện dày đặc ổ voi, ổ gà, nước mưa động thành những vũng sâu, có nhiều vũng đường kính hơn 5 mét nối tiếp nhau. Được biết, hạng mục đường dẫn này do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng cơ bản thị xã Giá Rai làm đại diện chủ đầu tư. Mục tiêu của dự án là kết nối tuyến đường Giá Rai - Gành Hào và đường Giá Rai - Cạnh Đền và quốc lộ 1A nhằm tạo sự phát triển kinh tế vùng. Đoạn đường này đã được thông xe kỹ thuật vào năm 2017, trong thời gian khai thác, đường hư hỏng và được giảm giá duy tu nhiều lần. Năm vừa qua, doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn hỗ trợ kinh phí lên đến 2 tỷ đồng để nâng cấp. Tuy nhiên, chỉ sau vài cơn mưa, đường lại hỏng như trước. Hai ngày qua, ngành chuyên môn huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng cùng chính quyền địa phương đã khảo sát thực tế, đánh giá mức độ thiệt hại tại các hộ gia đình trên địa bàn ấp Phú Đức, xã Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng bị lốc xoáy làm nhiều căn nhà hư hỏng nặng và sập hoàn toàn, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Vụ lốc xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 phút chiều tối ngày 6 tháng 6 năm 2022. Nhận được tin báo, ngành chuyên môn huyện Long Phú cùng chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi động viên, đồng thời khảo sát thực tế, đánh giá mức độ thiệt hại tại các hộ gia đình để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Kết quả qua khảo sát, có tổng số 14 căn nhà bị ảnh hưởng do lốc xoáy, trong đó một căn nhà bị sập hoàn toàn, 8 căn thiệt hại trên 75% và 5 căn thiệt hại trên 50%. Lãnh đạo xã Long Phú đã chỉ đạo lực lượng công an, quân sự và các đoàn thể xã giúp dân khắc phục nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống. Thưa quý vị, từ nay đến hết mùa mưa, tình hình thời tiết sẽ còn diễn biến phức tạp và khó lường. Người dân cần nâng cao ý thức trong công tác phòng chống thiên tai như chằng chống nhà cửa chắc chắn và có tinh thần tự lực tự cường, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau và tự bảo vệ mình nhằm giảm thiệt hại ở mức thấp nhất khi có thiên tai xảy ra. Chuyển sang những tin tức khác, thưa quý vị, lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang vừa phối hợp với lực lượng quản lý thị trường phát hiện một xe ô tô tải biển kiểm soát 67C04006 vận chuyển 200 bao phân bón hỗn hợp trọng lượng 10 tấn, nghi giả và có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Văn Phú Phong, 49 tuổi, ngụ xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, xuất trình hóa đơn của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại Phúc Nông. Theo phiếu kết quả thử nghiệm và trưng cầu kết quả thử nghiệm, thì 6 mẫu phân bón chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón và 2 mẫu phân bón giả về giá trị sử dụng. Hội đồng định giá tổng giá trị 132 triệu 180 ngàn đồng và đang khẩn trương tiến hành làm rõ xử lý theo quy định. Thưa quý vị, lợi dụng việc bé gái 12 tuổi mong muốn có điện thoại thông minh, Trần Phước Tân, 40 tuổi, trú tại xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, đã xâm hại tình dục và sát hại nạn nhân. Hôm qua, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Trần Phước Tân về tội giết người và 14 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Tổng hợp hình phạt là tử hình. Theo cáo trạng, ngày 3 tháng 11 năm 2021, Tân điều khiển xe mô tô chở vợ về thăm gia đình. Sau đó đến nhà anh Đê ở gần đó uống rượu và biết con anh Đê muốn có điện thoại thông minh nên Tân giả vờ hứa mua cho. 3 ngày sau, Tân đến nhà rủ cháu bé đi mua điện thoại rồi chở đến nhà trọ thực hiện hành vi hiếp dâm. Sợ bại lộ, Tân nảy sinh ý định giết người để che giấu. Tân điều khiển xe chở cháu bé đến khu vực núi Két thuộc xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, đưa nạn nhân đến chỗ vắng người rồi ra tay giết chết. Tân từng có tiền án 11 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Thưa quý vị, đang viết 84 con dừa nở bị mắc cạn trên bờ đã được nhân viên trạm bảo vệ nguồn lợi thủy sản huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận giải cứu thả về với biển an toàn. 84 con viết này được phát hiện vào tối 7 tháng 6 sau khi dừa nở từ ổ trứng trên bờ biển Lạch Bãi Phủ, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý. Những con viết này dừa nở nên còn yếu ớt, nếu không được thả ra biển thì chúng dễ mất phương hướng và mắc cạn trên bờ. Sau khi phát hiện đang viết con, các thành viên trạm bảo vệ nguồn lợi thủy sản huyện đảo Phú Quý đã cẩn thận đưa chúng đến khu vực bãi nhỏ cách đó chừng 1 km rồi thả về biển an toàn. Trước đó, đơn vị này từng giải cứu đàn viết con tương tự với hơn 30 cá thể về biển an toàn.
Theo Nghị định số 37 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 22 tháng 7 tới, hành vi không chấp hành lệnh gọi kiểm tra khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự sẽ bị phạt tiền từ 25 đến 35 triệu đồng. Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt cao nhất 75 triệu đồng. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn số 2221 gửi các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, trường đại học có trường trung học phổ thông chuyên về việc miễn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Theo công văn này, trong kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2022, đã có 146 học sinh lớp 12 tham gia dự thi và các em này đều được miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tây Đô ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.